Điều làm tôi ngạc nhiên nhất ngày hôm nay có lẽ là việc tôi trông thấy cậu ở đây đấy cậu Hoàng ạ. Sắp tới sẽ còn nhiều điều ngạc nhiên nữa. Để Kiên tỉnh dậy, tôi sẽ chuyển lời tới cậu ý là bà đã tới thăm. Thì ra bấy lâu nay hai cậu vẫn luôn diễn kịch trước mặt tôi hả? Đời mà, dù nó không trả cát xê cho chúng ta thì vẫn cứ phải diễn tròn vai. Ai cũng đeo mặt nạ cả. Có điều mặt nạ của các cậu là mặt nạ tồi. Tôi nghĩ ngày mai chúng ta sẽ ngồi lại bàn về chuyện hợp tác nhé. Về phía cá nhân tôi thì không vấn đề gì. Chỉ sợ phía bà Tổng Giám đốc Bạch Cúc đây đã leo lên lưng hổ rồi, không biết có leo xuống được không. Tôi rất mong chờ vào kết quả của những phiên giao dịch sắp tới. Sáng nay sẽ là một buổi sáng thú vị của nhà họ Cao đấy. Tôi đang chờ xem họ sẽ quẫy như thế nào với cái cục diện này. Sao cơ? Đúng lúc này à? Vâng, cảm ơn anh. Sao thế? Tình hình nhà máy ở phía Nam lại bắt đầu rối lên. Đã có rất nhiều cổ đông đang bán tháo cổ phần. Mình điên mất. Bình tĩnh cô. Bình tĩnh đi. Rạng sáng ngày hôm nay, người của cháu đã tìm thấy xe của Châu. Tìm được ở đâu? Giờ nó thế nào rồi? Trên cầu Tam Lang, cách đây khoảng hơn 80 cây số, xe hết sạch xăng. Bên cạnh đó là chiếc xe min khơi của Phúc. Người của Trần Cạch bám theo để bảo vệ cho Châu. Mình muốn hỏi là Châu đâu? Dân ở đó họ nói là đêm qua có người nhảy xuống, có hô hoán lên nhưng không kịp. Mẹ ơi! Cúc! Cúc ơi! Mẹ ơi! Mẹ ngồi đây! Người của mình vẫn tiếp tục giả soát dọc vô sông mà. Ông ơi! Chú! Chú! Chú với ông cháu thế nào rồi ạ? Ông bị nhồi máu cơ tim. May mà chúng ta cấp cứu kịp thời. Nhưng dù sao thì ông cũng có tuổi rồi, nếu không may bị một lần nữa là rất khó qua khỏi. Cô còn dám tới đây ạ? Ngọc! Chủ tịch rất cần được nghỉ ngơi, cho đừng làm ồn lên như thế. Sao ngài nói chuyện với tôi? Cô nói cái gì? Chị Châu làm sao? Chị tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tôi hỏi lại, chị Châu làm sao? Chị tôi nhảy xong rồi. Cô đã vui chưa? Không một tin tức gì cả. Chị tôi đã bao giờ ác với các người chưa mà các người làm như thế với chị tôi hả? Cả gia đình cô, những người đã gây ra nỗi đau cho gia đình của tôi đều sẽ phải chịu mọi hậu quả. Các người sẽ phải trả giá. Mình, Châu nó có làm sao thì mình làm sao sống nổi. Nào cô.